Em là lại cầu tay sau 10 ngày của chị khách hàng đến từ Đài Xin Loan, chào cả nhà và cái nếp nha. Bây mí giờ mình đang quay cũng phim sau kịch cho 10 cả ngày nhà luôn, xem. rất là đẹp. Khách hàng tới đây làm Thì mọi người combo. có con nhiều chương Mình trình ưu đang đãi làm khuyến mại một giảm dự giá án nha. mũi móng sửa, cấu trúc sửa lại nha cả Thì khách nhà. hàng này làm mũi Đây, cấu trúc đây sửa là lại cái sau 10 facial ngày hiện tại nha, mình xong đây nha. rất là đẹp Tư luôn. vấn này cũng là đây, cả nhà thấy đẹp không? Đây, mí mắt này chi phí bên mình là 12 triệu đồng nha cả nhà. Mũi này là Đây là mũi cái gì dạng vậy ạ? À? Mũi này là mũi facial cấu trúc sửa lại hôm nay là dáng 5 L ngày lại đúng cao không? tay nha 5 em. ngày đúng không? Sau 10 ngày nha. Nhìn rất là Đây, đẹp, và rất nếp là thú vị mí luôn. sau 10 ngày luôn Rồi nha. nhìn lên đi ha, nhìn lên tay. Đây. Đây là cái nếp mí sau 10 ngày Sau nha. đây mình sẽ cho cả nhà xem cái nếp Góc mí ha. ánh mí đẹp quá anh ơi. Cảm ơn Rất là anh đẹp em luôn. nha. Mí rất là đều và rất là đẹp luôn nha cả nhà. Bên Đây. mình có một cái phương pháp Mí đặc này là biệt sau cho 10 mí ngày nha, mí Ấn để Độ nha, mí Ấn chăm sóc Độ mình á đá tự đuôi nha. nhiên không có bị giả nha cả nhà. Phương pháp này là phương pháp độc quyền chỉ có tại thẩm mỹ viện của bên mình thôi nha. Cả nhà ai mà muốn Mũi các bao cặp nhiêu mắt ngày rồi này ạ? lúc À? Mũi này hôm cứ nay là liên được hệ với 10 ngày mình rồi nha nhỉ em? để Mũi chăm hôm nay sóc là cặp được mắt đẹp của mình như thế 10 này ngày rồi. nha. Hôm nay là được Đây 10 cả ngày nhà đến xem chưa? là tháo nẹp nha. Thì mí đã Chị 5 ngày chào chị trước, đã Thảo cắt Hồng chỉ 5 nha. ngày trước Đây rồi chị nha Thảo em. Hồng, chị khỏe không chị? Ngọc Ánh ơi, chia sẻ livestream cho anh nha Ngọc Ánh. Đây thì Tin đông chị đông người Mai vào đẹp đây quá xem thì chị mình ơi, sẽ cùng tháo chia nẹp cái sẻ dáng mũi livestream này cho cho cả anh nhà nha xem ha. chị Mai. Đây, những ai theo dõi livestream Đây. này thì vui lòng là chia sẻ livestream nha cả Đây, thì cả nhà. nhà ơi, cả nhà nhanh tay Đây. đặt lịch trong cái tháng tư Đây, này nha cả cặp mắt nhà. rất là đẹp Hiện luôn tại nè, lịch cả trong nhà tháng thấy tư đẹp rất là chưa? đông, Xuất nên cả sắc nhà luôn muốn làm chưa? đẹp thì ngay từ hôm Hôm nay nay hãy mới inbox có trực 6 tiếp qua 10 ngày thôi đó để nha cả mà nhà. được Về có tư nhiều người vấn và tư đặt lịch vấn đẹp nha. quá không? Có. À, mắt rất là đẹp luôn Thì á. khách hàng này đến từ Đài Mi Loan nha Mi cả ngọc mũi nhà. mới nè anh ơi, xin chào Mi Mi nha. Làm combo dịch vụ Nguyễn Thị mũi Ngọc và mí Ngân đẹp nha. quá Xin chào chị Lily ơi. Huỳnh. Cảm ơn Nguyễn Anh Thị xin Ngọc chào Ngân Lily nha. Huỳnh nha. Xíu nữa Thì tháo nẹp Lily mũi còn Huỳnh đẹp theo luôn dõi nha cả livestream hãy nhà. chia sẻ giúp anh về Đây là nhiều người chương thật trình ưu việc đãi khuyến thật mại giảm luôn, giá nha quay em. cho cả nhà xem thực tế livestream mỗi ngày được thực hiện tại thẩm mỹ Mí viện mắc của bên đẹp mình. lắm ạ. À. Cảm Lúc ơn nào em cũng rất là quay nhiều. livestream cho cả Mí như nhà thế này xem thì bao nhiêu để tiền cho về các chị anh? em được Mí như thế này thì giá ai cũng là được đẹp hết, ai cũng được xinh hết 12 nha triệu cả đồng đối nhà. với mí mới nha. Và mí sửa lại là 15 Em triệu mới đồng làm ha. bên anh được 20 ngày. Em làm mới làm bên anh được 20 ngày mà Cắt giờ mắt cứ thì thẩm có mỹ đau thi không vậy thi anh? Thì cắt ok mắt em này không nha. có đau như Nhớ là em. chia sẻ livestream cho Khi anh mà mới nha làm thì tình cắt mắt yêu. thì bên trung Mới tâm nhớ sẽ là chia truyền sẻ giảm đau với livestream lại cho anh gây mới tê cho nha. em nha. Đây em đẹp chưa? Mọi người Thì khen khi em mà nhiều hết thuốc không? thì ê một chút xíu thôi. À, cặp mắt đẹp quá, đúng rồi, cặp mắt này là cặp mắt rất là xuất sắc luôn nè. Đó. Qua bên mình là mắt là rất là đẹp luôn nha. Trinh Di Mai mút mắt em cũng đẹp giống như vậy nha Trinh Di Mai. Đây này cả nhà thấy không? Mí Đều bao mà nhiêu rất là ngày đẹp rồi ạ? luôn. À? Mí này Đó, được mất 10 có 10 ngày nha ngày em. thôi à. Cả nhà tin đây là 10 ngày không? Đây có tin đây là 10 ngày không cả nhà? Không tin đâu đúng không? Bởi vì quá đẹp luôn đúng không cả nhà? Cặp mắt Đẹp đẹp lắm quá, anh cảm ơi, ơn anh tình cảm ơn em yêu nha. chia sẻ cho anh rồi, cảm ơn em. Đẹp quá chị ơi, cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc Ngân. Hóa Thành, xin chào Hóa Thành. Em khi được nhiều người khen như vậy thì em cảm thấy vui không? Vui ạ. À, đây khi mà được nhiều người khen rất là vui luôn Mỹ nha rất cả là đẹp nha nhà. cả nhà. Tin Di Mai không tin, hỏi tin đi nha Tin Di Mai, mốt là em cũng đẹp như vậy đó nha. Đây, thì mọi người ơi, mọi Mai người có Ngọc câu hỏi Nhi nào thắc em mắc giống comment Mỹ vào bên Ngọc Anh dưới nha cả giống nhà chứ, có ơi. anh mà chắc chắn phải giống chứ. Mí Chào mắt Mai đẹp xuất Hồng, sắc, dễ cảm ơn thương em rất của là anh. nhiều luôn. Mai Hồng cũng làm bên Đây, mình thì được những có bạn nào mấy chia sẻ livestream thì sẽ mấy nhận được ngày sức rồi giảm chứ, giá từ 3 1 đến bữa 2 triệu3 đồng bữa ha rồi rồi. khi mà làm đẹp Bữa tại nào trung là tâm. livestream Mai Hồng nha Mai Đẹp Hồng. quá, cảm ơn Thúy Anh rất Đó. là nhiều, cảm ơn Ở chị nhà Thúy bên Anh nha. mình Đây, thì cả nhà chia sẻ đông ai đông bên người vào đây mình là xem cũng thì mình sẽ đều tháo đẹp ok cái hết. dáng mũi này Là cũng đẹp hết, cứ gặp mình là ha. đẹp với cả nhà này, phần đuôi mắt này cả nhà. Phần đuôi này đá ra ngoài này. Đó, cặp mắt này đúng là cặp mắt ăn tiền không? Đẹp lắm anh Xuất ơi, sắc cảm ơn chưa? em rất là nhiều nha. Hai mí đều này. Đó, nhắm mắt lại đi ha. Alo. Đây này, cách nhắm mắt lại là không có để đầy thẹo nha Alo. cả nhà thấy không? Sau 5 Nghe. ngày đó mà không hề để đầy thẹo Có gì xin hết lỗi. nha. Ok chưa? Đây là người thật việc thật luôn. Quay cho cả nhà xem để cho cả nhà có cái động lực cả nhà làm đẹp nha cả nhà. Mí như Mai thế này Hồng thì bao cảm nhiêu ơn tiền vậy anh. anh? Ok Mí nha như thế Mai này Hồng. thì giá là 12 Rồi triệu bây đồng giờ đối với chúng ta mí sẽ mới nha tháo em. nẹp mũi cho cả nhà nha. Hồi nãy giờ livestream ấy rồi chúng ta sẽ tháo nẹp mũi. Đây, nếp mí rất là đẹp luôn. Chụp lại đi em. Mai Hồng mí đẹp quá. Cảm ơn Mai Hồng nha. Xin chào bé Trân An. Chia sẻ cho anh rồi. Mí này tây lắm ạ. À. Nha. Đúng rồi em, mí này là mí rất là đẹp luôn. Xin chào Hoa Đó, mí Quỳnh. Ấn Độ Xin nhưng mà chào là kiểu Nhật vừa Linh phải Linh. đá đuôi Xin nha. chào Nhật Linh Linh nha. Rồi, sau 10 ngày đi nha cả nhà. Nhìn là không biết luôn nha cả nhà. Chắc em xin xong rồi sẽ lên làm mũi ạ. À. Đây, Ok, bác sĩ hẹn gặp em nha người thật Thúy việc Anh. thật luôn, quay cho cả nhà xem cho cả nhà có cái động lực nha cả nhà. Cái là người thật việc thật luôn đó.
Khi mà một cặp mắt ở chỗ khác thông thường á, nhiều nhiều cái spa làm chỉ có giá là 3 triệu đồng, 5 triệu đồng, 7 triệu đồng, 10 triệu đồng, 18 triệu đồng thôi. Nhưng mà bên mình làm cặp mắt nó với giá là 12 triệu đồng. Đẹp lắm anh nhưng ơi, mà cảm ơn em cặp rất là nhiều luôn. 12 triệu đồng Không tháo nẹp quá à? 12 Ok em nha. thì một chút xíu nữa 12 đông đông triệu người đồng vào đây xem là thì anh đẹp, sẽ tháo nẹp nó cái rất là dáng mũi này nhiều cho em luôn xem nha. nha. Bởi vậy cho nên là tiền nào của đó nha cả nhà. Chúng ta hãy lựa chọn chịu khó, chịu chi một chút xíu nha. Nhưng mà khi làm kết quả ok nhất nha cả nhà. Để đẹp như cô gái này nha. Đó, Nếp đẹp mí như này là cô nếp gái mí này. gì vậy ạ? À? Nếp mí này là nếp mí Đẹp Ấn Độ quá em Tây nha gái em. ơi. Dạ em Đây, gái cảm ơn nếp chị mí nha. này Ấn Em Độ gái nhưng mà cảm đá ơn đuôi chị. rất là đẹp luôn. Đây em gái Nó rất cảm là ơn xuất chị sắc. nha. Em chục ngàn tấm luôn hả. Thì khách rất là hài lòng về nếp mí nha cả nhà. Thì một Bên chút em xíu nữa sắc tháo nẹp sắc cái đẹp dáng mũi này sắc cả ra nhà thì ơi. cũng sẽ rất là Ai đẹp ủng luôn hộ ha. anh Nghi nhé cả nhà. Cảm ơn em nha. Tin Di Mai. Tin Di Mai dễ thương quá. Dễ thương lắm luôn á. Xin chào em gái Thùy Ngô nha. Xin chào em gái Thùy Ngô. Này Thùy Ngô cũng làm bên mình rất là đẹp luôn. Mí này Em bao thấy nhiêu là ngày một vậy ạ? À? ngày Mí này là xin hôm chị nay nhiều là quá. 10 Cảm ngày ơn rồi nha em em. nha. Đây là Này không thay thể đổi tin rất là được là nếp nhiều. mí này là chỉ sau 10 ngày thôi. Không sưng không bầm và cái đường mí rất Đây là là tự người nhiên gặp luôn. được thật luôn. Quay cho cả Đó, nhà mũi xem và chị mí nhà đều có được độ 10 mịn ngày và độ hết. đẹp đó nha cả nhà. Đây, khi mà nhắm mắt lại thì khách hàng này không có để lại thẹo gì hết nha. Đây, không có để lại thẹo gì hết cho cả nhà. Cho cả nhà xem livestream thực tế luôn đó nha. Rồi, bây giờ chúng Tháo nẹp ta giùm em cái chị My. Rồi. sẽ cắt Tháo nẹp giùm em. chỉ mũi và tháo nẹp mũi nha cả nhà. Đây, Đây. bây giờ mình sẽ Và tháo ngoài cái nẹp ra khách mũi hàng này này nha. còn độn cằm nữa nha cả nhà. Ngoài ra là còn độn cằm thêm nữa. Rồi, tháo nẹp thêm với cả nhà thấy dáng cằm này đẹp không? Đó. Đây là cằm đây. Đây, thì bây Chị giờ Diễm đẹp quá à. sẽ Cảm ơn tháo chị nẹp cái Diễm dáng mũi này nha. cho cả nhà xem ha, Mũi này để sẽ cả còn nhà hơi sưng có cái nha động cả lực đi nhà. làm Chưa đẹp làm mình nha. sửa lại nha. Khách hàng là combo dịch vụ là độn Đây, đây là cam độn cằm bên mình đây. và Dáng cằm này đẹp chưa? nâng mũi Cằm cấu này trúc khách hay là hàng lại độn cầu là tay cằm sửa thẩm mỹ nha lại cả và nhà. cắt mí Giá là nha. 25 triệu đồng nha. Làm combo như vậy luôn. Giao cho Đẹp mình hết quá anh như vậy ơi, luôn anh nha cả cảm ơn em nhà. rất là nhiều. Rất là tin tưởng luôn nên là khách hàng cũng chọn làm bên mình hết luôn. Đây là cận cảnh cái Nhưng mà quá rất là trình thành mà công tháo luôn nẹp nha. mũi nha. Không làm các bạn thất vọng đâu nha. Chia sẻ mọi Nay người em được ơi. 4 ngày rồi, tí qua tái khám ok. Khi nào qua gọi cho anh nha bé. Anh xem nha, tự kiểm tra tái khám cho em nha. Chị Diễm, dạ em cảm ơn nha. Chào chị, em cảm ơn chị. Chị cũng cảm ơn em nha. Chị Diễm, Đây, em rất chia là đẹp sẻ cho luôn. chị Đây, nha. xuất sắc luôn nha cả nhà. Đây, Đây, dáng đây mũi là vừa dáng mới mũi tháo là ra sau nha. khi tháo nẹp ra đây. Đẹp không? Rồi mở mắt ra đi em Rất ha. là đẹp. Đẹp chưa? Đó. Cả nhà thấy không? Lung linh Anh chưa? làm mũi giá bao nhiêu Combo vậy? là Là mũi này, mũi cằm mới là này, giá mí dao này, động là xuất từ sắc không? 25 cho đến là 35 triệu đồng đối với mũi Cô cấu trúc mái có mới mái ha. tóc vàng rất là xinh đẹp luôn nha cả nhà. Đây, mình quay góc bên này cho cả nhà xem nha. Quay hai góc luôn, góc nào cũng đẹp hết, góc nào cũng xinh hết. Cả nhà sáng sớm xem livestream thì chia sẻ Rất là livestream đẹp nha cả luôn. nhà. Đây, Cặp mí combo rất là là tây mũi, luôn. mí, cằm, mũi là mũi sửa lại nha cả nhà. Mí Mũi 10 rất là ngày đẹp rồi nha luôn. em. Mũi và mí đều được 10 Đây, ngày rồi ha. ép mí sau hôm nay là được 10 ngày này cả nhà. Đẹp chưa? Cặp mắt rất là có hồn luôn, mình nhìn rất là vui nha. Mắt này gọi là mắt đá đuôi nha cả nhà. Đá đuôi phượng nha, mắt cười đó. Khi mà cắt cặp mắt xong á thì chúng ta lúc nào cũng nhìn rất là cười. Đây gọi là mắt cười nha cả Mũi này nhà. thì bao nhiêu vậy anh? Đó, Mũi này mắt là thì nó có 45 chia triệu ra đồng nhiều nha em. loại. Mắt À, vì tròn, khách hàng này trước mắt đây đuôi, đã sửa một lần rồi nha. đuôi phượng, mắt cười, mắt vui đó nha cả nhà. Để có những cặp mắt thì nhiều người người ta muốn cặp mắt người ta cắt thơ mộng, lung linh thơ mộng Mí hồn nhiêu nhiên anh? trong Mí là sáng. giá là Nói 12 chung là triệu có đồng nhiều nha sự em. lựa chọn Mí cho là chúng ta 12 triệu nha. đồng thôi nha. Mí mới còn mí sửa lại là Đây, giá còn là nếp mí bên mình đây 15 này. triệu đồng. Đây là còn dáng mũi nha. Đây, mũi khách hàng này mũi sửa lại nha Rất cả là nhà. nhìn tay và tự Đây, nhiên luôn mình ha. sửa lại mấy lần rồi? Mũi này sửa lại là mấy? Hai lần phải không? Rồi. Trước đây thì mình sửa mũi gì? Cảm rất là đẹp luôn. À, sửa mũi thường đúng không? Trước đây thì khách hàng đã sửa mũi thường một lần rồi. Và sau khi đó qua bên mình là sửa bằng phương pháp là cấu trúc nha cả nhà. Dùng bằng sụn tủ thân của mình nha. Dùng bằng sụn tay. Tuy nhiên là dáng Mũi mũi đẹp này lắm cũng anh còn chưa ơi, anh hoàn cảm hảo ơn được Thùy nhiều bởi Ngô vì rất đang là còn nhiều sưng nha nữa cả em. nhà. Khi nào là sau khi mà hết sưng thì còn đẹp nữa nha. Này sau khi hết sưng thì dáng mũi này nó sẽ đẹp hơn và gọn hơn và cao hơn nha. Còn đây là độn cằm bên mình. Đây này, cằm độn bên mình đây. Đẹp lắm anh Hai ơi, lần anh bằng chi cảm ơn tiêu em nha cả rất là nhà. nhiều Hai nha. lần bằng bằng chi tiêu. Mũi như thế này thì bao nhiêu tiền? Mũi như thế này thì giá Mũi là đẹp, mũi đẹp 45 quá. triệu Cảm đồng ơn đối với mũi mũi sữa đẹp lợ nha. nha. Làm Mắt nguyên có cặp nhắn luôn. mí Mũi không? này bao nhiêu À, bên tiền? trung tâm là cắt nha em. Thì khách Làm hàng này là cắt combo là được mũi 10 này ngày rồi giá nha. là 4
Đây, người thật việc thật nha. Mắt Đây, là giá là 12 cam triệu, mũi và mắt đều còn là mắt bên là trung giá tâm là anh mình luôn 12 ha. triệu nha. Nếu mà chúng ta mà Cam độn đúng rồi em. livestream thì Đây, vẫn khách hàng này giá độn cam ha. nha. Thùy Ngô mắt mũi đẹp xuất Cầm sắc. thì như Cảm vậy ơn thì Thùy cầm Ngô dao nhiều động là từ nha. 20 đến Cảm ơn Thùy 25 triệu Ngô đồng nha. nha em. Chúc Thùy Ngô một ngày buôn bài buôn may bán đất, làm việc tốt nha Thùy Ngô. Oh, Đây, rất là cho đẹp. Ngô quay ngang này, Combo cả độc nhà quyền thấy bên đẹp trung tâm thẩm không? mỹ viện bên mình luôn nha. Rồi thì mọi người Đây ơi, là còn câu hỏi nào thắc mắc đây nữa là không người ạ? thật việc thật luôn. Mình Quay lúc cứ nào comment quay bên cẩn dưới thận nha nha. nhà. Thì mình sẽ kết Nhiều thúc cái người livestream coi tại livestream đây. vẫn chưa thấy tin tưởng thì mình xin trả lời Mọi người là có câu hỏi thắc mắc cứ livestream này là comment vào bên chính dưới và mình nhớ là nói, chia team sẻ của để nhận mình nhiều chương luôn trình ưu và đãi giảm chính giá những nha. người trực tiếp